Các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là thực hiện thử khách này. Mình thử khách tiếp tục thực hiện thử khách là thả 10.000 cá mòi này vô xem coi con này nó có ăn hết không. Đây, đây là cá mòi mình mới mua 10.000, khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành thả 10.000 cá mòi này vào hồ nha. Đây. Mở cho mọi người. Dừng lại. Ngoài cá của mình đây. Nhìn hàm răng của nó nè, răng của nó đây. Đây mình sẽ đổ trực tiếp vào luôn. Đây con đầu tiên này cắn này, mình nhìn này từ đó khá là nhiều. Đây nó cắn một con đầu tiên hả? À. Cắt nhanh. Đây, tiếp theo là con thứ hai đây. Đây, cú táp cắt lực. Nó nuốt trọn con cá luôn. Đây, nhìn hàm răng của nó nè. Tắt nhanh nào. Rồi, cú tắt này. Đó. Phát. Ồ, combo phát hai con luôn. Hai ba con luôn. Trong hầm này. Cái răng nó bén lắm, cắn là không thể nào chạy được hết. Hai con này bự, nuốt nuốt một phát luôn. Thử thách coi nó ăn được bao nhiêu con. Đây, tắt hụt. Đây, góc cái nào cũng dính à. Một con. À, thấy nó ngậm không? Ngậm cá, ngậm răng của nó nè. Dầm về thì con cá chạy sao mà được. Đây. Đó, một con nữa. Táp ép kìa. Nhìn cái hàm răng bén như nó à. Nuốt. Đây, cú cắn của nó này, cắn của nó, xét lại chưa, chân của nó,
Cá này thì thường thường mình sẽ cho ra ăn là 2 ngày, tầm tối đa là 2 ngày là sẽ hết số cá trong hồ. Còn này nó ăn kinh khủng lắm. Còn tiếp theo của nó à, ấy nó tiến tới con mò im im nhá. Im lặng tới con mò này. Im lặng tiến tới con mò và nó cắn vào phát. Cú cắn bất ngờ. Liệu nó có thể ăn được thêm một con nào nữa không? Đây, một em tiếp theo. Cú cắn rất là nhanh. Trong vòng chưa được 5 giây là con cá đã vô bụng nó mẹ rồi. Bụng nó đây. Ăn như heo à. Còn cả màu. Còn quá chừng nha. Mùi nhiều lắm. Gần của nó nè. À, chắc em nó đã no rồi. Video của mình có đến đây chắc cũng phải kết thúc thôi. Các bạn nào thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một subscribe nha, ủng hộ để mình có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi nha. Đây, cú táp cuối cùng.